Thì hôm nay chúng ta có thể thấy được là có rất nhiều những mã cổ phiếu chạy mạnh trong đó thì tập trung chủ yếu vào nhóm bất động sản Khi có rất nhiều những mã cổ phiếu tăng từ 3, 4, 5% và thậm chí là tăng trần cũng tương đối nhiều Thế vậy thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các anh chị một cái bí mật, một cái bật mí, một cái cách mua cổ phiếu khi nó đã tăng mạnh vâng trong phiên ngày hôm nay thì các anh chị có thể thấy được là có rất nhiều những mã cổ phiếu tăng mạnh trong đó thì tâm điểm đã đổ dồn vào những mã cổ phiếu bất động sản có những mã cổ phiếu tăng từ 3 4 5% thậm chí là tăng trần. Thế vậy thì hôm nay thì tổng Lê sẽ bật mí cho các anh chị và chia sẻ về cách mua một cổ phiếu khi nó đã tăng mạnh thì chúng ta sẽ mua như thế nào, chúng ta nhận diện những cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh nhất, cổ phiếu nào là những cổ phiếu mà chúng ta nên mua và tập trung nhiều nhất cũng như là có những cái điểm vào để cho chúng ta có thể kỳ vọng được. Nếu như chẳng may trong những cái khoảng thời gian trước mà các anh chị đã chót không mua được khi cổ phiếu nó mới chạy thì đây sẽ là cái cách mà sẽ giúp cho anh chị có thể tham gia được với những cổ phiếu nó đã chạy mạnh rồi các anh chị nhé dạ vâng thêm xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube tùng lê ezt ok ờ, đầu tiên chúng ta có thể thấy được là nó không phải tự dưng trong phiên ngày hôm nay mà những cổ phiếu bất động sản lại là những cổ phiếu nó chạy mạnh như này đâu Các chị có thể thấy được là trong cái phiên ngày hôm trước Khi thị trường có yếu tố điều chỉnh thì cũng có những cổ phiếu nó quay ra điều chỉnh Thế nhưng đến khi mà thị trường hồi phục lên đến 15 điểm Thì không phải là cổ phiếu nào nó cũng hồi phục mạnh Hay là nó có những mức tăng trần như thế này Em lấy ví dụ như là Thí dụ như là chúng ta có nhóm thủy sản chẳng hạn đây, nhóm thủy sản thì hôm nay thị trường tăng nhưng mà vẫn có những mã cổ phiếu mà nó đỏ hoặc là nếu có tăng cũng chỉ tăng có uh, trên dưới 1% thôi. Hoặc là ví dụ như nhóm điện. Để, điện hoặc là đây, điện thì cũng có mã xanh mã đỏ. Nó tăng cũng chỉ trên dưới 1% thôi hoặc là dệt may. Dệt may thì cũng cũng như vậy, tương tự là như vậy. Và nó không phải ngẫu nhiên nha các anh chị nhá. Đây không phải là ngẫu nhiên mà đây nó là một cái quy luật đây là một cái là một cái cách vận động của cổ phiếu và nó có nguyên tắc của nó các anh chị nhé đó thế thì ở, sau đây thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị uh, cái cái cách mà chúng ta có thể tham gia được với những cổ phiếu nó đã tăng mạnh còn đối với những nội dung về về phân tích dòng tiền cũng như là cách chúng ta nhận diện dòng tiền thì chúng ta sẽ phân tích ở những video tiếp theo các anh chị nhé ok trước tiên thì chúng ta phải hiểu về cổ phiếu mạnh đó đầu tiên cổ phiếu mạnh là cổ phiếu mà có dòng tiền vào mạnh hoặc là có câu chuyện tức là trong thời gian gần đây thì các anh chị có thể thấy được là cái câu chuyện mà thị trường đang kể cũng như là cái dòng tiền vào mạnh nhất là nhóm nào ạ trong thời gian vừa qua chắc chắn đó là nhóm bất động sản với rất nhiều những cổ phiếu tăng mạnh thí dụ như là Novaland ạ thí à, dụ như là Novaland hoặc là thí dụ như là DXG trong thời gian gần đây cũng tăng tương đối là mạnh đó hoặc là DIG hoặc là KDH và rất nhiều những cổ phiếu khác. Nhưng ngược lại ở những nhóm ngành khác, thí dụ như là nhóm chứng khoán, nhóm ngân hàng, rồi nhóm khu công nghiệp thì cái đà tăng gần như là không có. Đúng không ạ? Trong thời gian gần đây thì nếu mà để nói chạy mạnh thì gần như là rất là ít. Em lấy ví dụ như là, thí dụ như chứng khoán thì chúng ta có HCM. Đây, trong dạng này thì nó đâu có tăng. Đây ạ, dạng này không tăng. Hoặc thí dụ như là SSI. SSI thì trong đoạn gần đây thì nó cũng không chạy đáng là bao nhiêu cả đó và nó cũng vẫn cứ dập dìu dập dìu trong suốt khoảng tầm 2 đến 3 tuần trở lại đây những nhà đầu tư nào mà mua SSI thì cũng chỉ quanh quanh cái vùng hóa vốn thế nhưng Novaland nếu như các anh chị nào mà mua trong khoảng 2 đến 3 tuần trở lại đây thì hiện tại là các anh chị đang có một mức lãi đâu đấy khoảng tầm là 30 hoặc là thí dụ như DIG, DXG và rất nhiều những cổ phiếu khác đó, thì chúng ta phải hiểu được đây là những cổ phiếu mạnh là nó có dòng tiền vào rất mạnh, nó thể hiện ở những cái cây von như thế này. Đó, hoặc là Novaland. Novaland, những cây von đánh lên với những thanh khoản rất là cao. Trong khi cái giai đoạn trước ạ, cổ phiếu nó chỉ giao dịch ở khoảng tầm 22 triệu cổ phiếu, 20 đến 30 triệu cổ phiếu thì thời gian gần đây nó đang tạo một cái mặt bằng lên đến là 70 80 triệu cổ phiếu. Chứng tỏ dòng tiền vào cực kỳ mạnh. Đó. Uh, thứ hai đó là những cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu mà nó tăng mạnh tăng thốc trong thời gian ngắn cây okay, nhé Thí dụ như là Novaland đây chúng ta thấy được là chỉ trong cái thời gian ngắn nó tăng rất mạnh ngày nào nó cũng tăng gần như ngày nào nó cũng tăng và chỉ cứ chỉnh một phiên thì nó lại tăng tiếp thế nhưng những mắt cổ phiếu thí dụ như PC1 đây mặc dù là cổ phiếu này tính từ đáy tính từ đáy đó tính từ đáy ngày 16 tháng 11 năm 2022 thì cổ phiếu này tăng 160% và Novaland thì sao? Novaland thì thậm chí tính từ đáy Thí dụ như tính từ đáy thì nó còn chưa tăng được 100% Nhưng mà nó lại được coi là một cổ phiếu mạnh Cho nên cái, cái này là một cái mà chúng ta cần phải cân nhắc Và chúng ta cần phải nhận diện rất là kỹ Tất nhiên là có những cổ phiếu khác nó đã tăng mạnh rồi Nó còn tăng mạnh nữa Thí dụ như là DG ạ. Tính từ đáy thì nó đã tăng lên đến là 184% Và nó vẫn còn tăng tiếp như hôm nay Nó cũng tăng lên đến là 5% ở đây chúng ta phải phân biệt là mạnh trong giai đoạn nào và mạnh ở thời điểm nào chứ không phải mạnh tăng mạnh ở đây nó là cái đà tăng từ đáy không phải các chị nhá mà nó phải tăng từ cái thời điểm nào thí dụ như gần đây cổ phiếu nào tăng mạnh nhất thì đấy là những cổ phiếu mà nó có đà tăng mạnh nhất và tăng thốc nhất đó ok tiếp theo thì là cổ phiếu có dòng tiền vào mạnh mẽ sau một cái giai đoạn tích lũy và nó mới có dòng tiền vào đánh lên thì đây là những cái yếu tố cho thấy xác nhận là dòng tiền đã xác nhận đánh lên và với việc là cổ phiếu mà vừa mới có dòng tiền đánh lên thì nó đã thể hiện được một cái sức mạnh là nó có ý chí muốn đánh vượt cái vùng tích lũy, tạo ra một sườn mới. Đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để cho chúng ta quyết định đầu tư hay là không. Các chị nhá. Có những cổ phiếu mà nó tích lũy rất là dài nhưng mà em sẽ không tham gia vào. Nhưng có những cổ phiếu mà nó đã đánh lên một nhịp mạnh rồi em vẫn có thể tham gia vào được đó và em cũng sẽ quan tâm đến những mã cổ phiếu đó hơn bởi vì đồng ý với các anh chị mua tại nền mua tại những cổ phiếu đang tích lũy thì chúng ta sẽ ăn được chân sóng nhưng chúng ta có những nhà đầu tư các anh chị sẽ không thể nào kiên trì được rất nhiều nhà đầu tư các anh chị mua có khi là các anh chị mua được tại nền em đồng ý nhưng có thể là một tuần hai tuần một tháng sau nó mới chạy thậm chí là hai tháng sau nó mới chạy đó hoặc là có khi là các anh chị có thể cầm độ 3 ngày 5 ngày, một tuần 2 tuần là các anh chị đã chán lắm rồi. Nó cảm giác rất là chậm trong khi những cổ phiếu khác nó nó chạy mạnh thì các anh chị cảm thấy rất rất ruột. Cho nên việc mà một cổ phiếu nó đã xác nhận vào xu hướng tăng rồi thì chúng ta cứ mua quyết liệt các anh chị nhá. Đó. Và một cổ phiếu mà khi nó mới có dòng tiền vào đánh lên thì nó sẽ không thể phân phối trong một vài phiên. Đó, đây là lý do vì sao mà em đã có phân tích trong uh, trong các video gần đây là đối với cổ phiếu Novaland và rất nhiều cổ phiếu khác thì với một phiên giảm 5% như này thì chúng ta không phải sợ và đây sẽ là cơ hội. Các anh chị nhé, đây là cơ hội chứ không phải là chúng ta phải sợ. Và đây là em đã có phân tích rất kỹ cho các nhà đầu tư trong hệ thống. Đây ạ. Đây chính là ba ngày trước khi cổ phiếu giảm sàn em xin lỗi giảm 5% thì em đã có một khuyến nghị ngay cho các anh chị là mua Novaland tại vùng giá 17 17.9 và các anh chị có thể đặt luôn trong phiên ATC chính là ở đây chính là ngày mùng 1 tháng 8 khi thị trường gặp áp lực bán cộng với cổ phiếu giảm 5% ở đây các anh chị nhé đó em sẵn sàng là cho cổ phiếu chạy một nhịp rất mạnh nhưng khi cơ hội đến là chúng ta phải mua một cách quyết liệt đó là phải mua một cách quyết liệt đúng không ạ cũng như trong các video em cũng đã có phân tích rất kỹ cho anh chị là một nhịp điều chỉnh nó sẽ không thể nào chết được một phiên bán nó sẽ không thể nào ra hàng được cũng như nếu như chúng ta nhận diện được là à đây là một cái vùng tích lũy thì tính từ cái vùng tích lũy hiện tại cổ phiếu nó mới tăng được có hơn 20 khoảng 20 phần trăm thôi thì nó không đủ để cho dòng tiền lớn họ thoát ra cho nên những cái nhịp như, nhịp như này nó chỉ đơn giản là làm mới dòng tiền thôi các anh chị nhé Ok và có một nguyên lý như thế này để cho các anh chị thì có thể tự tin được đó là cổ phiếu càng khỏe càng tăng mạnh thì lại càng khó chết và những cái cổ phiếu mà nó đang ở nền và nó cứ đi nền đi nền thì đôi khi là chúng ta sẽ còn gặp những cái trường hợp đó là cổ phiếu bị gãy nền đó thường thì mọi người gãy nền là bán nhưng mà có những trường hợp là gãy nền rũ xong rồi nó mới đi lên các chị nhá đó em lấy ví dụ như HDC đây HDC đây cổ phiếu nó cứ đi đi check check, check như này đó sau đó khi nó gãy xuống, gãy xuống ai cũng nghĩ là gãy nền đây. Gần như các nhà đầu tư đều bán ở trong cái ngày 29 và 30 tháng 6, thế nhưng sau đấy nó tái tích lũy lại và nó tăng một nhịp rất là mạnh ở đây. Đó tức là mua những cổ phiếu này đồng ý là các anh chị có thể mua tại chân sóng nhưng có thể chúng ta sẽ gặp phải những trường hợp nó gãy giả như thế này. Hoặc là C4G. Đây, C4G hôm trước đang đi lên trách trách đây. Thế sau là xuất hiện những cái phiên tưởng chừng như là gãy ở phiên hai cái phiên ngày um, 31 và ngày mùng 1 tháng 8 ngày mùng 1 tháng 8 xuất hiện một cây von bán rất lớn đây đúng không ạ Đấy, ạ đó, hôm nay nó tăng rồi thì mọi người sẽ không thấy đâu nhưng mà trước đó trước đó đây thì cái ngày mùng 1 tháng 8 là phiên mà nó có dấu hiệu gãy nền thì rất nhiều nhà đầu tư bán ra trong phiên này và đây là một phiên wash out sau đó thì cổ phiếu tăng rất là mạnh ở đây trong phiên ngày hôm nay đó cho nên là đối với một cổ phiếu khỏe thì chúng ta càng vào chúng ta lại càng không sợ em lấy ví dụ như là um, agr đây, nhịp này em đã lấy ví dụ rất nhiều rồi, em còn mua sàn trong cái phiên ngày 25 tháng 4 khi mà cổ phiếu đã chạy rất mạnh. Hoặc là thí dụ như là EDG. EDG đấy ạ. À. Nhịp này là em cũng có khuyến nghị cho nhà, cho nhà tư trong hệ thống. Đây ạ. À. Cổ phiếu đã chạy đến 60% rồi mà cổ phiếu giảm gần như là gần như là sàn hai phiên ở đây. Gần như sàn hai phiên ở đây thì em đã có khuyến nghị cho các anh chị mua và các anh chị thấy được là nó rất khó chết. Thì hoặc là thí dụ như là FTS đây sau nhịp chạy rất mạnh thì sau đấy nó còn lâu nó mới chết nó rất lâu nó vẫn không chết bsi đúng không ạ đây là những cổ phiếu chạy đầu tiên của thị trường đó và trong xu hướng tăng thì sẽ có những xu hướng chỉnh thứ cấp đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để cho các anh chị xác định được là chúng ta có bán hay là chúng ta mua đó novaland em lấy ví dụ luôn đây là một cái nhịp tăng đầu tiên đây là một nhịp tăng đầu tiên thì cái nhịp những nhịp chỉnh như này nó mới chỉ là những nhịp chỉnh thứ cấp thôi và nó sẽ còn có những nhịp chỉnh thứ cấp tiếp theo đó thí dụ là trong những phiên tới nó tiếp tục tăng tiếp tục tăng như này và nó sẽ có những cái nhịp chỉnh thứ cấp thì các anh chị cũng hãy bình tĩnh nó sẽ không thể chết luôn được các anh chị nhé đó và những nhịp chỉnh thứ cấp nó sẽ là cơ hội để vào đấy là lý do vì sao mà em đã rất quyết liệt khi uh, khuyến nghị mua cho các anh chị trong nhà đầu tư uh, nhà đầu tư trong hệ thống là mua ở phiên ngày mùng 1 tháng 8 giá ATC luôn các anh chị nhé đó hoặc là thí dụ như là KDH KDH là một cổ phiếu các anh chị thấy được là nó cũng có một cái nền, nền tảng tích lũy rất dài và mới có nhịp tăng đầu tiên và sau cái phiên giảm lên đến là 4% ở đây thì đến cái phiên ngày hôm sau là ngày mùng 2 tháng 8 em đã có khuyến nghị cho nhà tư trọng hệ thống là mua KDH và hôm nay thì nó cũng bắt đầu là nó có dấu hiệu dòng tiền vào đổ vào tương đối mạnh và cổ phiếu đã quay trở lại cái xuồng tăng bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại xuồng tăng đó thì đây nó sẽ là những cái nhịp chỉnh thứ cấp và những nhịp chỉnh thứ cấp nó sẽ là những cái cơ hội để cho chúng ta có thể tham gia được các chị nhé đó và những cổ phiếu có đà tăng càng mạnh thì khi chỉnh càng ít hoặc hồi phục càng nhanh hơn so với những mã cổ phiếu tăng yếu hoặc tăng ở nền đó các anh chị cứ thể để ý xem ạ thí dụ như là chúng ta nhìn thấy uh, gần đây là nhóm uh, Ví dụ như là chúng ta nhóm điện đi. Đây, HDG. Thậm chí thị trường hồi nó còn không hồi. Trong khi đó thì hôm trước nó vẫn cứ đà giảm ở đây. Thị trường hồi nó cũng không hồi. Tất nhiên cổ phiếu này thì em sẽ không nói là nó sẽ không tăng được nữa nhé. Đây là một trong những cổ phiếu mà em sẽ cân nhắc mua trong thời gian tới. Nhưng bây giờ chưa phải thời gian. Đó. Hoặc là thí dụ như là Pau. Đây các anh chị thấy được là hôm trước nó giảm 1, 1,46% hôm sau thì nó hôm nay thị trường hồi rất mạnh mà nó có có hồi mấy đâu. Đó, hoặc là rất nhiều những cổ phiếu khác anh chị cứ để ý. Hoặc là thí dụ như HCM. Đây. Gần như là hồi thị trường hồi nó cũng chẳng hồi được bao nhiêu. So với những cổ phiếu bất động sản thì Novaland nó điều chỉnh một phiên sau đấy thì nó đã lấy lại được đà và nó vượt đỉnh luôn rất nhanh chóng. Trong khi thị trường còn chưa vượt đỉnh thị trường còn chưa vượt được cái đỉnh ngày mùng 1 tháng 8 thì cổ phiếu của Novaland nó đã vượt rồi. Đã, nó đã vượt rồi chứng tỏ là cổ phiếu nó rất là mạnh. Mạnh hơn thị trường các chị nhé. Vậy thì với những cổ phiếu nào là những cổ phiếu có nhịp chỉnh thứ cấp thì thứ nhất em đánh giá là Novaland thì nó đã diễn ra cái nhịp chỉnh thứ cấp ở đây rồi. Đó. Thứ hai là Khang Điền thì Khang Điền là nó cũng đã có nhịp chỉnh thứ cấp ở đây. Đó. Và những cổ phiếu mà nó chưa vượt thì lần lượt nó sẽ vượt dòng tiền nó sẽ không thể nào đổ vào toàn bộ tất cả các cổ phiếu mà sẽ có mã chạy trước mã chạy sau các anh chị nhé hoặc thứ ba là DG yeah. DG nó cũng có những nhịp chỉnh thứ cấp ở đây hoặc là thí dụ thứ tư là cổ phiếu DG ạ DG sau một cái đà tăng đây các anh chị thấy là nhịp này nó tương đối mạnh nó chỉ trong thời gian ngắn thôi thì nó cũng đã tăng được khoảng tầm là hơn 20%, 24% ở đây. Thì sau đấy nó có một nhịp chỉnh thứ cấp nhà này là chuyện bình thường. Và đây sẽ là những cơ hội để cho chúng ta có thể mua. Em lấy ví dụ như là trong room khách hàng bên em thì uh, em đã có khuyến nghị cho nhà tư trong phiên ngày hôm ngày hôm qua. Chính phiên ngày hôm qua. Đây ạ. Đây anh chị nhá. Đây là 10 giờ 26 ngày hôm qua nhá. Ngày hôm qua đấy ạ. Ngày mùng 2 tháng 8. Thì Em sẽ đã ngày mùng 3 tháng 8 nhé Thì em đã có khuyến nghị mua DG tại vùng giá là 25.6 đó Và đây là nhịp chỉnh thứ cấp Đây là nhịp, nhịp chỉnh thứ cấp Thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia Thì các nhà đầu tư trong hệ thống bên em Mua tại vùng giá 25.6 Thì hôm nay đã có được một cái cây Ăn 5% Hoặc là Novaland Novaland thì cũng đã đạt được một cái mức lợi nhuận khoảng tầm là 11% ở đây Chỉ trong có T3 hàng về thôi Vừa T3 hàng về là đã ăn được đến 11%. DG thì T1 là đã lãi được hơn 5% rồi. Đó, hoặc là thí dụ như là um, VND VND nó đang trong một cái xuồng tăng ở đây. Đang trong xuồng tăng thì đây là những cái nhịp chỉnh thứ cấp. Các chị nhá. Đó, VND thì em đã có khuyến nghị cho nhà đầu tư trong hệ thống là mua tại cái phiên ngày 25 tháng 7 tại cái vùng giá 18.9. Đấy ạ. Mua cây này. Và em đã có một cái khuyến nghị bán. Khuyến nghị bán tại cái cây cái cây ngày 31 tháng 7. Sau đó thì đến cái ngày mùng 1 tháng 8 là em đã có khuyến nghị mua canh chị mua lại tại cái vùng giá 20. Thì đến hôm nay là cũng T3 hàng về là hiện tại cũng đang đạt được một mức lợi nhuận rất là tốt Đây ạ. VND. Đây chính là cái nhịp mua lại các chị nhá, nhịp mua lại của VND vùng giá 20 chính là vào ngày mùng 1 tháng 8. Đó, thì các anh chị nào mà các anh chị cảm thấy phù hợp và yêu thích những phương pháp mà tùng lê đang có phân tích cũng như là đang theo đuổi thì các anh chị có thể tham gia room khách hàng của em bằng cách là chúng ta sẽ mở tài khoản tại VPS và gắn ID 246 bằng cách quét mã QR tại đây. Hoặc nếu như các anh chị nào mà chúng ta đã có tài khoản VPS rồi mà muốn chuyển ID thì có thể thực hiện chuyển theo những cái bước mà em đã có hướng dẫn trên màn hình. Và sau đó các anh chị nhớ nhắn tin qua số Zalo tại màn hình các anh chị đang xem thì để em thêm các anh chị vào trong room để các anh chị có thể nhận được những cái khuyến nghị kịp thời ngay trong phiên các anh chị nhé. Ok. Thế thì ngoài ra thì em đánh giá là có những cổ phiếu khác ví dụ như KHG hoặc là CRE và rất nhiều những cổ phiếu khác nó cũng có những nhịp chỉnh thứ cấp đó thí dụ như là KHG đã nhịp chỉnh thứ cấp của cổ phiếu này đây trong cái đà tăng thì cái nhịp chỉnh thứ cấp ở giai đoạn này là em đã có khuyến nghị mua ở chính cái phiên mà cây nó chuẩn bị tăng ở đây là cây ngày 27 tháng 7 đó và cũng có chốt ở cái phiên ngày mùng 1 tháng 8 Hơi tiếc là chưa kịp mua lại ở cái nhịp điều chỉnh bởi vì là em có tập trung vào Novaland hơn cho nên là cũng không mua lại được KHG. Nhưng trong những phiên tới KHG mà có điều chỉnh chắc chắn là em sẽ tiếp tục có những khuyến nghị là mua ở những cái vòng tiếp theo. Các anh chị nhé. Đó. Vậy thì ở đây thì các anh chị có thể tìm thấy được rất nhiều những cổ phiếu mà nó, nó có những nhịp chỉnh thứ cấp. Thí dụ như là CRE đang đá tăng có nhịp chỉnh thứ cấp ở đây đó hoặc là rất nhiều những cổ phiếu khác thì trong đó thì em đánh giá là còn KDH là một trong những cổ phiếu nó chưa có nhịp chạy. Thì các anh chị nào mà chưa có chúng ta có thể cân nhắc tham gia với KDH tại quanh cái vùng giá là 3536 là cái vùng điều chỉnh thứ cấp của cổ phiếu các anh chị nhé Đó, ngoài ra thì để nhận thêm những cái khuyến nghị trực tiếp thì còn rất nhiều những mã cổ phiếu khác tiềm năng mà em sẽ có phân tích trong thời gian tới. Thì các anh chị hãy đón chờ và theo dõi những video tiếp theo để chúng ta có thể nhận được những cổ phiếu mà nó tiềm năng và nó có những dòng tiền vào, còn khả năng tăng trưởng, các anh chị nhé. Dạ vâng, thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Thêm xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nhé.